Xin giới thiệu cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2020 nhé. Nhà cháu lên chậu với cây hoa hồng nhung cổ. Đây, gốc nó đây. Quay lại gần tí. Đây. Đấy. Bông nữa. Ong nó đang lấy mật. Đấy. Đây là nhung cổ này. Cây này nó cũng già lắm. Già cỗi lắm mà. Thế nên là để ở dưới cái nền đất này nó không được, tưởng là nó tốt, nó khỏe nhưng mà không được ổn lắm. Chứ hôm nay là quyết định cho lên chậu. Đây. Lập mầm rồi đấy. Đây, cái gốc nó đây, để cháu quay cái gốc trực tiếp đây nha. Đây, đây là cái chai nước. Đấy, đây chai nước La Vi nhá. Đấy, cái gốc của nó này, gốc nó gần bằng chai nước La Vi luôn, thấy không? Thân rất là đẹp luôn, thân rất là đẹp luôn nhá. Đó. Hôm nay là tiến hành lấy bông của nó đây. Đó. Bông nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn nha cả nhà. Cả nhà. Hôm nay tiến hành nhỉ? Cho lên chậu. Đấy. Gốc của nó nha. Quá đẹp luôn nha cả nhà nhé. Đây sẽ tiến hành cho lên chậu. Đẹp không? Ong đang lấy mật. Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Lúc tạm dừng là ở đâu nhỉ? Hai cái này tạm dừng, sau cái đỏ đấy ấn quay tiếp. À, nhá cả nhà nhá, cả nhà nhá. Đấy, mình đánh lên rồi đây nhá. Đấy, đánh lên rồi. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Rồi, chị anh nhấc lên, ấn quay rồi đấy, đứng câm rồi. Ui, nặng quá. Cái đất này nó thó quá bà con ạ. Đất nó thó quá, đâm ra là nó cây nó không phát triển được. Bỏ vỡ đi. Đây này. Cái đất này nó dính như là gì. Đấy. Quẹo này thôi. Ai mà. Nặng quá. Ui ôi. Quá nặng luôn. Kinh quá. Ra. Quay đi giật lùi để bố bê ra chậu kìa. Quay đi xa ra.
xa ra quay xa ở toàn cảnh quay mà không biết quay đấy. Xin giới thiệu cả nhà nhé, đây là đây bỏ tay em bỏ tay nhé. Đây là đất đã trộn nhá, trộn trấu với phân nhá, trấu với phân gà đó. Đó, phân gà rất là ấy luôn, rất là tốt luôn. Đấy, cho vào em để ý. Trấu phân gà rất là tốt luôn. Tôi đó đấy, tôi sốt luôn. Sau khi cho vào chậu mình chỉnh cân cái cây, mình gạt đất đều xung quanh. Cái hồng nó phải đất này thì nó mới chịu nổi. Đất cũ của nó kinh quá. Đấy. Này là tuyệt vời. Đảm bảo là một thời gian nữa sẽ rất là tốt luôn. Đấy chưa? Rất là vuông rồi nhá. Đủ. Xem là nhìn cây nó vuông chưa? Cây thẳng đứng rồi. Đứng rồi nghe. Cố gắng để giữ cái giống hồng cổ này, bà con. Hồng cổ rất là tốt, thơm lắm. Thấy đẹp chưa? Rất là đẹp nhỉ. Đấy. Xin giới thiệu cả nhà, đây là cây hồng quê nhá, hồng nhung nhá. Hồng nhung rất là khủng. Thấy không? Lên chậu cái đẹp ngay. Đấy, gốc này. Gốc xịn 100% nhá, chứ không phải ghép tiếc gì nhá. Cái hoa nó đây. Một bông này. Đấy. Mình tiếp tục xin giới thiệu cái đây, cây một cây nhung dáng chi của mình đây nè. Cây nhung dáng chi. Đấy, người thấy chưa? Hoa đấy, hoa nhiều chưa? Đấy. Thấy hoa chưa? Thấy không? Đó. Cây này là ba thân nhé, ba thân hoa. Đó. Hoa nhung rất là đẹp luôn. Đây có một con ong nó đang hút mật nhá. Đấy, hoa hồng nhung này thơm ngào ngạt luôn mà mọi người ạ, thơm lắm cơ ấy. Đấy nhá, đấy bông nữa này. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của mình nhá. Mọi người nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Qua Tết rồi.